chuyền một chạm hay dành cho Ronaldo. Quả lực Pele đánh đầu, không vào. Thêm một cơ hội nữa vừa trôi qua trước mũi giày của những chân sút áo vàng. Người vừa bỏ lỡ đó là Pele. Sắc bén, và sau đó sẽ là một tình huống có bàn thắng chăng? Pele! 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 Đúng như những gì mà chúng ta vừa mới nhắc tới thì bàn thắng đã về. Đoạt lại được trái bóng rồi Ronaldo. Đường truyền rất hay dành cho Kaká. Kaká! Kaká đã không thể vượt qua được thủ thành Milinkovic Savic khi mà thủ môn này đã được chỉnh về góc gần. Đường tìm bóng hay, đây là Jobes cơ hội. Jobes qua người, Jobes và một đều. Câu trả lời của Capuan. Cuối cùng thì anh đã có được bàn thắng gỡ hòa sau rất nhiều những nỗ lực. Và lần này người lập công là Jobes, huyền thoại trong màu áo này. Bobby Charlton rất hay. Cơ hội đây rồi. Pogba! 2-1 dành cho Capuan. Và đó là một màn lội ngược dòng đặc biệt chính xác của Capuan. Rất hay, vẫn đang là Jobes. Có cơ hội. Pele! Không dành cho Sniper rất nhanh. Ở ngay tình huống kick off đầu tiên, khoảng trống đã mở ra và đương nhiên khoảng trống của khu vực trung lộ mà không thể tung ra những quả đá trực diện. Đổ xe tạt cánh đánh đầu và có bàn thắng dành cho Bodhi. Người ghi bàn là Ronaldo. Một pha bóng mang đúng thương hiệu của CR7. Một quả lực chí mạng và một pha đánh đầu không cho Vanja Milinkovic-Savic bất kỳ cơ. Là McTominay. Pogba, Jobes. Rất hay, Pogba không vào. Zidane, cơ hội không đến quá nhiều lần. Vẫn là Zidane, làm gì đây? Pele! Đó là một đòn hồi mã thương rất đau dành cho Sniper. Anh có một tình huống phạt góc. Khá nhiều tình huống không xong. Đấy rồi, vào rồi. Hai đều dành cho bên phía của Sniper. Lại một lần nữa thì sai lầm mà bên phía của Body. Rất lắc léo, Pele xoay người. Ronaldo. Những cú tỉa từ Ferdinand và tỷ số là 3 dành cho Body. Đó là Jesus. Một cú đá nổi. Pele. Sousa không vào. Và xử lý là của Scott McTominay, một trong những cầu thủ mà các vận động viên bên phía của FFG cần phải tận dụng một cách triệt để. Rất hay với đường chuyền cho Jobes. Jobes thoát xuống, rất chống chạy. FD! Một không dành cho Mocha. Và đó là Jobes. Đúng với họ của ông. Ông làm mọi thứ luôn là best. Không tạt. Pele. Pele có khoảng trống. Pele vẫn không thể cản được cú đá của cụ bóng đá ở góc rất hẹp này. Chúng ta cùng xem lại. Trước đó là một pha xử lý rất mềm mại của Gullit. Khác với hai người đồng đội của mình thì Forlan được ra sân. Ấy, một pha đốt lưới nha. 2-1 dành cho Mocha. Và một lần nữa người ta nhắc đến dấu ấn đến từ Jobes. Đó là một đường chuyền vào của huyền thoại người Bắc Ireland, nhưng pha lui về của Manini với một cú chạm bóng phải nói rất tệ hại. Manini có một pha xử lý vô cùng đáng quên và một quả bên của thiên trả địa ngay lập tức, và một quả bên dành cho Moon. Ngay sau tình huống đốt lưới của Manini thì ở đầu sân bên này Varane cũng có một pha xử lý rất vụng về trước Ronaldo. Cùng xem rằng là vua bóng đá có hoa mắt không. Đây sẽ là một cú đá lên phía góc trên của Pele. Cơ hội. Pogba rất bình tĩnh. Pogba không vào. Pha xử lý và điều gôn tuyệt vời của Moon. Quyết định là dứt điểm về phía góc gần. Nhưng rồi thủ thành bên phía của Moon đã có được. Zidane. Đường chọc khe tốt. Wayne Rooney. Rooney. Lần này thì đó là Moon. 3-2 dành cho Moon.
Bùn đã một lần nữa tạo ra một khoảnh khắc để có thể khiến cho đội ta. Garnacho, đánh đâu? Romelu Lukaku. 3-0 dành cho mình. Vâng, liệu có trêu đùa nữa không? Không trêu đùa nữa rồi. Zidane, không vào. Giờ là thời khắc của người hùng Lukaku. Cú đánh đầu cân bằng tỷ số 3-0. Và tiền đạo người Bỉ dứt điểm. Nhưng không vào. Anh không thắng được người đồng hương Thibaut Courtois. Và hãy xem Eto dứt điểm đi đâu. Eto, không vào. Cực kỳ nhanh của Camoan. Và điều này sẽ càng khiến cho Quốc Vinh cảm thấy khó chịu, và đó là một đều. Và Van Nistelrooy với một cú sút đê rất nhanh, bàn thắng đầu tiên của Quốc Vinh ở FPL mùa thu 2024. Bobby Charlton. Pele, Pele. Tưởng chừng như đó là pha sút đê góc gần thành công. Đây là dấu ấn của mình, như đây là Pele của Quốc Vinh. Pele thoát đi. Pele không vào. Hiệp 1 là vẫn đủ. Power shot, không vào. Charlton, đây là Mkhitaryan. Đưa chuyền vào, short pass. Cơ hội 3-2-1 dành cho Camoan. Một pha xử lý rất mẫu mực của Charlton. Và vẫn là sống sót nhờ vào hơi thở của Bass. Và đây là Pogba, tiếp tục là short pass. Người ta nói rằng Bass như một thành viên của nhóm The Beatles, ban nhạc huyền thoại. Và ngày hôm nay họ đã cất lên những giai điệu chứ. Đường cho khe rất tốt. Ronaldo. 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 Cơ hội đây rồi. Bộ đôi Ronaldo, một già một trẻ, một béo một gầy, đã giúp cho bên phía của Quốc Vinh có được bàn gỡ với tỷ số là 2-3. Rất nhanh. Jock Bass. Cú hat-trick của Jock Bass. Quá kinh khủng. Và đó là Bass. I am the best. Tôi là nhất. Tôi là người hay nhất như ngày hôm nay. I am the best. Câu nói này cũng dành cho Camoan. Chúng ta lại gầm. Bóng tiếp tục xuống cắm về phía Foden. Quả là của Foden. Đánh đầu. Và đó là cú dứt điểm của Harry Kane. Bàn thắng của Thành Đạt. Bàn thắng giải tỏa rất nhiều những áp lực cho vận động viên trẻ này. Một quả lực không vết sức của Phil Foden. Và đó là một cú tung cười vô lê. Power shot. Không vào. Và chạm tay của Edouard Mendy đã khiến cho trái bóng chạm vào cột dọc. Ronaldo. Quá tặc. Dứt điểm, thêm một cú vô lê nữa. Và đó tiếp tục là Harry Kane. Hai bàn thắng với cú một kiểu dứt điểm của Harry Kane đều là những cú tung người bắt vô lê. Quá tuyệt vời. Harry Kane giờ đây đã không còn tung hoàn ở những sân cỏ nữa. Mùa thẻ 24 TS cộng 6. Cơ hội dành cho bên phía của Thành Đạt. Chút Bellingham. Một pha phản công đầy mẫu mực với một cú phất dài. Và sau đó đi sang khá nguy hiểm. Mbappe rất nỗ lực. Đánh đầu, không vào. Vẫn chưa có bàn thắng dành cho Hikua. Đó là một đường chọc khe rất ổn dành cho Lee Watkins. Watkins. Đó là một cú power shot của Watkins. Trước mặt anh là Alexander Arnold. Rút Gullit. Mbappe. Gullit. Rất chính xác, tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 1-3 dành cho Hikua. Một nụ cười rất tươi của Hikua. Khi mà rốt cuộc thì cuối cùng anh cũng đã tận dụng được rút Gullit mùa thẻ Icon The Moment. Rất hay, cơ hội dành cho Bukayo Saka. Saka. 1-0 dành cho Việt Anh. Một tình huống mà ai cũng sẽ nghĩ rằng Bukayo Saka sẽ bẻ vào phía bên trong và thực hiện cú sút đê. Thực sự đây là một tình huống
Một tình huống bước một từ ngôi sao của Arsenal và cú dứt điểm của Harry Kane. 2-0 dành cho Việt An, và một lần nữa tiếp tục chúng ta gọi tên Harry Kane. Bukayo Saka cũng tỏa sáng trong cuộc đối đầu này. Bước 1 vẫn đang là Phil Foden, loại bỏ được hai cầu thủ phía sau rồi. Phil Foden làm gì đây? Qua tắt. Dứt điểm tuyệt vời. Đó lại là cú đúp của Harry Kane. Và đây lại là một tình huống bắt vô lê nữa. Là Viali, cơ hội dành cho De Piero. De Piero! Cú đá đầu tiên của Rzing về phía khung thành của Việt An, nhưng nó lại đi bổng lên trời. Động tác DS rất nhanh và sau đó vẫn đang là các cầu thủ về phía Rzing. Dứt điểm vào rồi. Đó là Gianluca Vialli, một trong những chân ZD cự phách mà bên phía của và tiếp tục là cơ hội đối mặt nữa dành cho Harry Kane. Ép đến. Những mùa thẻ 24 TS là những mùa thẻ cực kỳ chất lượng, và chúng ta có thể thấy Matheus đánh đâu. Eusebio 2-4 dành cho Racing. Ít ra thì anh ta cũng đã tìm kiếm được những bàn gỡ. Cố gắng tạo ra sự áp đảo với rất nhiều những tình huống. Ronaldo, Ronaldo, cơ hội Harry Kane. Một lần nữa chúng ta phải dành sự thắng phục cho Harry Kane. Thời gian còn lại của hiệp đấu đầu tiên khoảng 5 phút nữa. Sousa, bóng không qua được tay của thủ môn Jack Verlin bên phía Ngọc Quang. Cú đá cận chân. Làm gì đây? Cơ hội Ronaldo. Không dành cho Ngọc Quang. Quang đã quá bình tĩnh để có thể dùng để tìm kiếm những khoảng trống, và Shevchenko có cơ hội trong vòng 16m50. Đánh đầu không vào. Mkhitaryan, Mkhitaryan, Alexander Arnold tiếp tục là khe. Đây là Beckham. Những người Anh đã cùng nhấn chìm Iglacro trong ngày hôm nay, và thêm một người Anh nữa lên tiếng rất hay. Kylian Mbappe, cơ hội dành cho anh Dũng. Mbappe! Đó là một cú FD đến từ anh Dũng. Ngày hôm nay chúng ta đã nói là chia tay đúng không? Lampard. Đây rồi, Ronaldo! 4-1 dành cho Ngọc Quang. Một danh hiệu MVP nó đã được thay đổi vào giờ chót. Nó không phải là Việt An mà đó là Ngọc Quang. Có lẽ Ngọc Quang cười vì anh đã giành được MVP trước. Thêm một cú bấm bóng lên, và đây là Chaboom Kun. Chúng ta vừa nhắc đến Chaboom Kun, và ông lập tức có một cú ra chân. Một cú bấm bóng rất cảm giác của Sir Bobby Charlton, bóng được trả ngược về, được đưa xuống đá CDM. Tiếp tục bây giờ là Chaboom Kun. Lần này thì Thibaut Courtois đã đẩy được bóng. Vermeer vẫn có những trạng thái cảm xúc. Nhưng đó là Chaboom Kun. Rooney vẫn không vào. Tiếp tục là một pha cứu nguy đến từ Courtois. Thực sự là Vermeer trong trận đấu này anh ta thể hiện quá nhiều bài. Charlton, một cú qua người rất ảo của Sir Bobby Charlton. Vâng, cả Vermeer và Subin cũng không biết được rằng Charlton làm thế nào để qua được người trong vòng vừa rồi, như đi chơi trước Rudiger. Thì uống direct signal nutmeg quá hay. Đấy rồi, cơ hội dành cho Kidd. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Cơ hội đầu tiên, và Kidd cũng đã cụ thể hóa được nó bằng một pha DD chéo góc. Những người Anh vẫn tiếp tục lên tiếng. Nhưng đây là Zola và pha đối mặt, và lựa chọn một cú ZD chứ không FD đâu. Và tỷ số đó là 4-1 dành cho Minh Khôi. Và lần này một cú ZD, trước đó là một cú FD rồi. Dễ dàng với bất kỳ thủ nào.
Và Green hôm nay cũng không ngoại lệ như anh có được cơ hội. Pedro! Khó nhưng không phải là không thể. Và một tình huống hở sườn đến từ hàng phòng ngự của Văn Thể đã lộ ra, và đó là cơ hội dành cho Pedro. Bóng được trả về tuyến hai với Neves và ZD, và đó là bàn thắng gỡ hòa dành cho Văn Thể. Neves không phải là cầu thủ có chỉ số ZD quá cao, nhưng huyền thoại này ra chân thì cực kỳ chuẩn. Tiếp tục là Pedro, rất khó chịu, và Sadio Mane một lần nữa Green vượt lên. Sadio Mane như một mũi tên, anh xuyên từ khu vực trung tâm vào vòng cấm. Nhưng bóng vẫn là của Văn Thể đây rồi. Chamukun có penalty, và khả năng cao là chúng ta sẽ được chứng kiến bàn thắng thứ tư của trận đấu này. Và Văn Thể vẫn đang cố gắng phàn nàn điều gì đó với những người đồng đội của mình, những người đang đứng vây quanh anh. Đây là một tình huống mà Michael Ballack đã tắc bóng khá lộ liễu. Người được trao cơ hội sẽ là Rooney. Rooney không vào, vẫn còn nhưng bóng không đến được vị trí. Đây là Rooney. Rooney! Gió đảo chiều liên tục. Rooney làm công chuộc tội và đánh đường cho bóng. Gullit. Gullit có cơ hội để chuyền cho Son Heung-min và dứt điểm và vào! Sút một chạm. Vâng, lại là Son Heung-min. Dứt điểm quá cháy. Chuyển Rooney Jukanengam rất hay, được chuyển nhận cho Chabumkun. Chabumkun không vào, đó là pha phối hợp giữa Chabumkun, khoảng đó là Neves đưa bóng trở lại cho Chabumkun, qua người Chabumkun, tỷ số được cân bằng 3-3. Phải rất khó khăn Văn Thể mới có được. Gullit cut inside vào phía trong với những pha cầm bóng rất chắc chắn. FD! Wow! Đó là Ballack. Với một cự ly không tưởng, Green đã tạo nên một siêu phạm vào lưới của Văn Thể. Hàng của Green, anh có cơ hội đối mặt bởi Ivan Perisic. Perisic làm gì? Hilton Ramon Perisic! Đó là một cú đá nhấn chìm Văn Thể để đưa loạt bèo năm này có nhất là 4 game. Quay trở lại với Michael Ballack ở giữa rất trống. Đó là Lampard, và bàn thắng đến với Loki. Đây là một pha bóng mà Thành Đồng đã mắc sai lầm trong tình huống triển khai bóng. Anh truyền một tình huống bóng bổng lên, và rõ ràng là Neves không có lợi thế về mặt chiều cao. Bellingham lúc so đường tạt bóng vào, đánh đâu không vào. Đó là tình huống bật lên của cụ Bobby Charlton. Huyền thoại này có một pha chọn để cho Loki có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Rooney, Chamukun không vào. Vậy với FPL thì mọi con số chỉ là con số thôi. Chamukun đây rồi, và gỡ hòa của Thanh Tòng. Đó là những nỗ lực mà Thanh Tòng đã tạo ra, đẩy rất nhiều tiền đạo lên. Và ở tình huống này thì lại một lần nữa Pedro Lampard cú lên, và đó là bàn thắng dành cho Loki. Một lần nữa chúng ta được nhìn thấy dấu ấn của Pedro. Quá đẳng cấp với pha phối hợp này, với một cú vô lệ bóng sống đến từ vị thần của tựa game Rodgulis. Harry Kane, và dứt điểm cực kỳ chính xác, và đó là bàn thắng thứ hai dành cho Thanh Tòng ở trận đấu này. Và hãy nhìn biểu cảm của Loki, cũng là một tình huống mà Loki hoàn toàn bị bất ngờ. Vâng, pha dứt điểm đi lọt qua khe giữa hai chân. Số của hai thủ môn cũng khá tương đồng, 119-120. Và đây là Harry Kane của Thanh Tòng. Harry Kane dứt điểm quá hiền rồi. Thành công Johan Cruyff, lực đá thứ 3 và không thành công. Cơ hội để có thể quân bình tỷ số đá penalty đến từ Johan Cruyff, cũng của Thanh Tòng, và lần Ivan Perisic không vào. Thanh Tòng có cơ hội để vượt lên. Chamukun, Chamukun chính xác. Trận đấu sẽ kết thúc nếu như Thanh Tòng thành công ở lượt đá này. Jarrod Bowen, Loki đang cố gắng để làm biện pháp tâm lý. Thanh Tòng, Thanh Tòng dứt điểm vào.
đều trong một tình thế mà đồng đội của Văn Thể đã làm rất tốt trước đó. Pha dứt điểm. Đó là một tình huống mà thủ môn của Green đã đón bắt trước. Zigon. Và dứt điểm chéo góc của Chao Bukun. 2 phút bù giờ, bóng cuối đang thuộc về thành viên Cô Phúc của Spring. Neves. ZD. Văn Thể đã mở được nút thắt của trận đấu này với một cú ZD rất ngoạn mục đến từ ngay chân trái của Neves. Anh đã tìm được một khoảng trống ở rìa vòng cấm. Và chỉ với một vài pha đi bóng, tấn công rất rõ ràng nhưng bàn thắng thì chưa tới. Gullit đường chuyền xuống, có penalty rồi. Đó là pha tắc bóng không tốt của Rijkaard. Rijkaard đã xuất phát chậm hơn. Và khi anh đưa cái chân ra thì đó là lúc mà Roberto Baggio đã chạm bóng trước. Và rất căng và Baggio giành chiến thắng trước Begovic. Còn đó thì bên phía của Hakumen lại rất bình tĩnh. Gullit coi quá dễ dàng dành cho Ronaldinho. 2-0 dành cho Hakumen. Kể từ khi khoác lên mình chiếc áo của Seven Galaxy, Trương Đức Hiếu như tìm lại khoảng thời gian thanh xuân trước đây của anh với những tựa game bóng đá mà anh đã làm mưa làm gió và tạo dựng nên thương hiệu của mình. Và lần này cũng vậy, Gullit dọn cổ cho Ronaldinho. Chiesa. Torres đã được tung vào sân. Fernando Torres vào dứt điểm và bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho Central. Thời gian là vẫn còn, trên lý thuyết là như vậy. Và dứt điểm DD bằng chân trái của Torres. Pressing rất hay, Thierry Henry, bên trong có người, Henry đối đầu với Gullit. Quẩy skill đường truyền ra, rất hay, và dứt điểm và 1-0 dành cho Subin. Nhưng khi mà đã quay đầu được rồi thì anh ta vẫn cầm bóng lơi lại một nhịp nữa để chờ Pavel Nedved mang lên. Và pha dứt điểm bằng mã ngoài, rất điệu đà của Nedved đã mang về bàn thắng mở tỷ số của trận đấu này. Henry rất dẻo, Baggio đối mặt. Baggio không có bàn thắng thứ hai. Đó là pha bóng mà Donnarumma đã rất chủ động. Cơ hội để có bàn thắng thứ hai. Ronaldinho và dấu chấm hết của trận đấu này. Không có bất kỳ một cơ hội nào cho game thủ đến từ Easy Gaming. Hết 2-0. Vâng, Tuấn lớn cười rất tươi. Vẫn tiếp tục là những pha phối hợp. Bóng vào vòng cấm với Crespo. Crespo quẩy skill. Johan Cruyff. Đền đáp cho những nỗ lực của Lê Hạnh Tuấn. Đó là một pha phối hợp dứt điểm rất hay. Cú đá một chạm và lần này nó đến từ Johan Cruyff. Và game này thì cũng đang là một thế trận mà Djokovic cũng hoàn toàn đang có được một sự tự tin. Nhưng Lê Hạnh Tuấn có bàn thắng thứ hai với pha dứt điểm cực kỳ khó chịu. Xê và đê thường thôi. Nhưng quá chất. Hình như cái cách mà Pavel Nedved đã làm náo loạn bóng. Rất tốc độ bên hành lang cánh phải của Nedved tạt bóng vào. Đó là bàn thắng của Thierry Henry. Tình huống dứt điểm của Djokovic là một tình huống dứt điểm trong tư thế khá xa so với khung thành. Nhưng Henry đội đầu chất lượng. Và đó là bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Del Piero, Baggio. Del Piero! Một tình huống mà Subin đã rất nhanh. Anh ta kéo rút Gullit lên để đánh lừa Lê Hạnh Tuấn. Và sau đó là mở góc. Tuấn nhưng vẫn còn. Vẫn là Shevchenko có cơ hội. Rất khó chịu, Kaká không vào. Một bàn thắng rất đẹp đã bị từ chối với Sagan. 1-0 đã lộ ra. Cú đá chéo góc của Kaká. Nó đánh bại được Van der Sar. Pavel Nedved, Kaká đường chuyền xuống. Đây là Johan Cruyff, bên trong có người. Có Kaká rồi. Và dứt điểm và 1-0. Hernan Crespo. Một trận đấu quá hay. Những pha xử lý 1v1, những pha phối hợp và cả những pha dứt điểm nữa.
Tiếp tục là Müller đường chuyền. Không có bàn thắng, đó là một tình huống việt vị. Nhận cho Jorginho. Quá lực. Francesco Lê. Một lần nữa chúng ta gọi tên huyền thoại người Uruguay này. Chỉ với 3 chạm, bóng đá nằm trong lưới của Lê Hán Tuấn. Quá lực quá chuẩn của Jorginho và không hòa theo kèm. Cầu thủ còn chưa kịp về thì Subin còn nhanh hơn nữa. Và tiếp tục là một pha bóng nữa của Subin và dứt điểm và 3-1. Có lẽ là những gì mà chúng ta chờ đợi với Lê Hán Tuấn cũng sẽ kết thúc ở trận đấu này. Subin đã ít nhiều gặp khó khăn trong những tình huống. Nhưng đây là Torres của Lê Hán Tuấn. Vẫn còn cơ hội ghép Müller. Ghép Müller! Game on chăng? Thời gian là vẫn còn. Nhưng rõ ràng ngay bây giờ sẽ là một bất lợi đến với Lê Hán Tuấn khi Subin sẽ là người kiểm soát trái bóng. Benzema đường chuyền, Chiesa. Chiesa có cơ hội đối mặt. Và dứt điểm là không đủ khó. Ghép Müller. Đường chuyền dành cho Pirlo có cơ hội để dứt điểm. Lại là một pha dứt điểm chưa đủ khó. Phút thứ 119. Và cơ hội là vẫn còn. Subin lúc này ra dấu xin được thay người. Bóng đưa ra tuyến hai với Andrea Pirlo. Nhưng bước một không tốt đến từ Andrea Pirlo đã giúp cho trái bóng về lại với Subin. Một cú đá từ giữa sân khi mà thủ môn đã băng ra. Nhưng bóng đã đi chệch khung thành.